Nha bảo hôm nay mẹ họp với mình con đây à? Đừng có mỗi lần con họp với mẹ xong rồi con nhắm mắt lại con giả ngủ ha. Mở mắt ra, đầu cúi xuống. Nhanh lên, đầu cúi xuống cho mẹ. À, ai? Ai cắn da ra đấy hả? À? Ai thích cắn giấy hả? À? Con thế nào? Lấy gia pháp. À, mang gia pháp lại đây. À, rồi, thế giờ phạt như nào nữa? Hả? Gia pháp rồi làm nào? À, phạt kiểu gì? Đứng tường. Rồi, cứ đứng đây cho mẹ ha. Thôi được rồi. Thôi được rồi. Đứng đấy được rồi. Đi đây. Ha? Và lần sau này không được làm như thế đấy. Nhớ chưa? Hả? Rồi, biết sai là được rồi. Thế đi đây mẹ thưởng ha. Cái này là thịt gà khô nha cả nhà, thịt gà viên nha. Cái này bỏ vào hạt cho bé ăn cũng được mà cho ăn không cũng được nha cả nhà. Rất là dễ ăn, thơm ngon nha cả nhà.